Giờ mẹ đã nghe con mẹ
trôi gì. Rồi từ giây phút ấy mẹ đã vui nhận lấy, luôn không ngời phù du chúng con. Xin cứu giúp chúng con trong khốn khó gian nan, cơn cám dỗ hiểm nguy tâm hồn sao xuyên. Xin cứu giúp chúng con khi yếu đuối ngã xa, xin cứu giúp chúng con quay về bên cha. Cậy